ngày 10 tháng 4, Công an tỉnh Bình Dương cho biết liên quan vụ hai người chết trong tiệm hoa. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh phối hợp cùng Công an huyện Bầu Bàng và cơ quan liên quan đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra. Qua xác minh ban đầu, lực lượng chức năng nhận định nhiều khả năng người chồng đã sát hại vợ rồi tự kết liễu. Danh tính nạn nhân được xác định là bà D. M. T. 30 tuổi và chồng là ông L. V. H. 33 tuổi, cùng quê tỉnh Bình Phước. Hai nạn nhân được phát hiện đã tử vong trong tiệm hoa của họ tại khu phố Đồng Sổ, thị trấn Lai Uyên, huyện Bầu Bàng, tỉnh Bình Dương sáng 9 tháng 4. Theo trình báo, khi đến tiệm hoa nhưng gọi nhiều lần không thấy ai trả lời, người dân đã vào bên trong để kiểm tra thì tá hỏa thấy cả hai vợ chồng chủ tiệm hoa đã chết bất thường. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra.